Cô bác quý anh chị ạ, hôm nay thì tranh thủ một cái thời gian giờ làm ra thì Bùi Hồ cũng quay lại hoàn cảnh của gia đình anh Sang để xem cái công trình khởi công xây dựng như thế nào. Thì trên cái quá trình mà đi vô á, thì bây giờ đất ở đây người ta bơm sình lên này cô bác quý anh chị. Ôi, cái đường này đi vô hết được rồi, đó là nữ là phải cố gắng đi cặp theo cái bờ của cái bờ đê như thế này đó. Ở dưới này sình không à, mới đi làm ra luôn, chưa kịp thay đồ. Ở nhà lúc trước là anh Sang thì có vận chuyển vật tư xây dựng vô hết rồi, chứ nếu không mà không vận chuyển trước á thì có con đường này rất là khó khăn cho việc anh Sang vận chuyển vật tư xây dựng vô nhà. Cũng may mắn ghê luôn á. Thì Bùi Hồ có liên hệ với anh thợ Hồ là anh Nhiều, hỏi hôm nay có xây dựng không, thì anh Nhiều nói hôm nay có làm và Bùi Hồ muốn quay lại cho cô bác quý anh chị xem luôn, cũng như là cập nhật cái tình hình cái ngôi nhà của anh Sang là chung loạn loạn vô cái đường như thế này, là lý do dưới này nè nó sình ghê lắm mà chưa kịp thay đồ nữa. Bơm hổng ngày lâu chưa chú? Nhà anh Sang, nhà anh Sang anh vận chuyển đồ vô trước ha. Dạ, ở đường này là cái con đường này là cặp cái ao của người ta nuôi cá, anh Sang phải đi nhờ cái đường này nè đó, nên là nữ rất là khó khăn luôn. Đi vô trong đó thì cũng khá là xa, mấy trăm mét đó, nghiệp hai cho con phải vận chuyển lên rồi chở từng cái chiếc xe, từng bao đá bao cát rồi sắt rồi gạch đủ thứ luôn. Sình dưới này ghê lắm, bây giờ không biết là đi được bao xa, dính sình cái quần là chiều nay khỏi đi làm luôn. Dạ dạ chuyển rồi. Dạ bây giờ đi vô đường này thôi anh Sang, anh chuyển vô trước rồi. Dạ hên may mắn á, thôi đi vô trong đó rồi quay luôn cho cô bác anh chị. Ôi có những nơi nó sình, có khi nào mà bắp ngã một cái là rồi luôn. Thôi trời ôi rồi dây điện này. Ôi sao đi ta, trời ơi ây đèo lên cái mít luôn. Mệt ghê, mệt mà sình mà thấy qua cái đoạn này nữa là khỏe rồi, mong may mắn. Hôm nay thì cũng đã lâu rồi, Bùi Hồ muốn cập nhật cho cô bác quý anh chị xem lý do rồi nó có sự đổi khác thì mới quay cập nhật luôn. Thì trong video đô clip gần đây á, Bùi Hồ có quay những cái việc mà khám phá hang động nè, những cái câu chuyện tâm linh cho cô bác quý anh chị xem á, nhằm mục đích là quay những cái câu chuyện tâm linh như vậy, nhằm mục đích là mình giống như là thay đổi món ăn trong cái ẩm thực của mình. Xem hoàn cảnh nghèo hoài, cô bác quý anh chị sẽ nói ôi coi tối ngày nghèo hoài đó. Hôm nay thì mình đi theo, mình quải theo một cái bị này, cái bị này nó là có chứa playcam để bay ở trên trời, bay xuống cho thấy cái ngôi nhà giữa đồng cho cô bác quý anh chị xem. Cái playcam này là được chú Hùng là Việt kiều Canada hỗ trợ mua cho Bùi Hồ để quay cái nhà ở trên xuống cho nó đẹp luôn. Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chú Hùng rất là nhiều, và cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng với Bùi Hồ trong suốt cái quá trình mà tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn đó, để cho họ có một cái cuộc sống khá giả hơn. Thì mong cái thời gian sắp tới á, có những cái hoàn cảnh nào đó thì cô bác quý anh chị tiếp tục đồng hành với cụ Bùi Hồ và thông báo thông tin với cô bác quý anh chị luôn á, là nhà của anh Sang này sẽ được hoàn thành trước Tết Nguyên Đán của Việt Nam đó, sau khi các nhà xong là ăn Tết luôn đó. Đây là ton này cô bác quý anh chị đó. Ton nói chung là vật liệu xây dựng đều đã lấy hết rồi, chuyển dần chuyển vô hết và là đã lấy đủ cái chi phí số tiền. Sau này thì mình sẽ ở đây là tới gần tới nhà của anh Sang rồi đó cô bác quý anh chị. Ở đây cũng là phần ton nữa nè.
gạch thì gạch xây tường, gạch cuốn nền đó, thì vận chuyển cho hết luôn, kể cả sắt nhá. Đây bên đây gồm có cát đá bên đây nè, cái đường này chắc anh đổ cát đang nước đây thì phải lội qua một cái cầu, bây giờ anh đổ cát để cho dễ đi. Anh Sang à, hôm nay em vô em không đâu có điện cho anh đâu. Ờ, giỏi quá. Ồ, hôm nay nhớ chú Hồ luôn ta. Nhớ luôn hả? Nhớ em không? Làm gì ở Dương? Dạ, em đang lặt rau nấu canh cho cha với ông ngoại chính ăn. À, cải trời hả? Dạ. Này nấu canh hả? Dạ. Canh không hay là canh thịt? Canh ngọt. À, canh ngọt có để thịt không? Dạ không. À, này cao con hái hay là mua? À, cao của chị con chồng chị hái, chị để tủ lạnh với chị đưa về cho nấu canh ăn. Cho không nha. Dạ. À, phụ ba nấu cơm luôn, giỏi quá rồi. Thì hôm nay sao anh Sang? Qua nay mới có thể khởi công, hôm nay sửa soạn đổ đồ đó là anh ơi. Ừ, tại hôm gầy thì anh nhiều, anh lo làm cái việc nhà kia cho xong rồi quay lại cái làm cái nhà của mình luôn. Dạ. Ừ. Làm sáng giờ luôn hả? Dạ, làm sáng giờ bển mới vô nè. Mình chuyển vật tư vô hết chưa? Chuyển vô hết trơn rồi. Dạ, dạ, vật tư của mình là coi như là gần đầy đủ hết đó, mai mốt có thiếu thì mình bổ sung thêm. Dạ, dạ. Tại vì tiền của Mạnh Thường Quân nên mình sẽ làm tiết kiệm từ từ, đến đâu đó mình kêu sau đó mình từ từ bổ sung sau. Dạ. Nhưng mà coi như tính là đã đủ hết rồi đó. Dạ. Ừ. Chào con. Chào. Con cơm chưa? Dạ, chưa. Đi học về chưa ăn cơm hả? Dạ. Ừ, gì Bảo Trân đúng không? Quế Trân. Quế Trân. Ừ. Trân Chính ăn cơm chưa? Trân Lý. Trân Lý chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. À, mai mốt nói chuyện với người lớn phải dạy thương nghe chưa? Dạ. À, rồi đi ra trước anh nhiều đâu rồi. Trước hai con ăn cơm đi nha. Hôm ngày vất vả gì hồi giữ không anh Sang? Rất vả. Chuyển qua đồ vô cũng hơi cực. Hôm ngày chuyển đồ hơi cũng hơi cực ha. Dạ. Em thấy đằng trước á, em thấy ở đằng trước cái nhà mình đó, dạ, cái đang việc mà làm gì ta, bơm sình á. Dạ. Ôi, phải mình vận chuyển trễ tí xíu nữa là chuyển hết được rồi. Chuyển hết được rồi. Dạ. Nè, anh chuyển ra đây hết sẵn luôn đó hả? Dạ, chuyển bên kia chuyển qua đây gặp thời gian. Trong này là bao gì? Gạch. Mấy thiên gạch? 7 thiên. 7 thiên gạch luôn hả? Dạ. Bao nhiêu bao xi măng này? 50 bao. 50 bao xi măng. Dạ. Cát đá là bao nhiêu khối? Cát 12 khối. Dạ. Rồi với đá thì 4 khối hả? Đá 4 khối, cát dạ. 12 khối. Rồi sắt đồ hết luôn ha, ton đồ luôn á. Dạ. Rồi gạch men đồ hết luôn ha. Rồi chuyển hết luôn rồi. Ừ. Nhưng mà bây giờ mình làm phụ hay sao? Dạ phụ. Ừ. Ở đây bây giờ em sẽ qua trao đổi với anh nhiều một tí nha. Dạ. Chào anh nhiều. Hôm gầy thì bao lâu rồi anh em mình chưa gặp nhau ta? Lâu lâu rồi không nhớ. Cũng 2-3 tuần rồi phải không? Cái nhà trong kia xong chưa? Cũng còn đang làm cho nó. Ờ. Mấy ông thợ còn ở cho nó. Ừ. Chưa xuống được. Dạ. Giờ anh tranh thủ xuống đây cuốn nền cho anh Sang vô đất lấy mặt bằng cán. Mà sáng giờ mà là mình làm được nhiêu đó hả? Ờ. Bây giờ là mình đổ đà hả? Cái này đổ bê tông hết hay sao? Ờ, đổ bê tông mấy đà nè. Dạ. Đổ đang định vậy. Mà sáng giờ là mình ấy sắt đó hả? Làm cái khung sắt dĩ sắt đó hả? Ừ. Bên đây là bó lên nhiêu anh? Lên 4 lớp. Bên này là 4 lớp gạch hả? 4 lớp. Còn bên đây? Ở bên đây đào xuống à. Có mấy chỗ nào thấp quá thì mới xây vài lớp gạch. À, 4 lớp gạch là ở bên đó là xây bằng luôn. Bên đó là thấp nhất đó. Thấp nhất nên mình phải cuốn lên 4 lớp. Còn bên đây chỗ nào thấp thì mình căng mặt nước cho nó bằng. Cho lấy mặt bằng lại đó. À. Mình sẽ làm mấy ngày là sẽ xong cái phần này. Cái này ngày mai nó xong rồi. Mai nữa. Ừ, mai nó xong ba này. Xong rồi cái mình làm nhà... cho đổ... anh vô đất. Cho vô được cát đất cho. Ờ, anh vô đất lấy mặt bằng xong cái mình trộn hồ tông mình cán cho bằng hết. Dạ, rồi sau đó rồi lên cột. Lên cột. Em quên ở cái khung tiền chế. Tiền chế trên á. Ờ, thì gáp cột vô đó. Gáp cột sắt vô ha. Ờ. Ừ. Chút chừa gâu sẵn hết trơn cái mơ cái đổ cái chừng nào nó cứng cái mình gáp sắt lên xây à. Dạ. Mình làm mai nữa là mình lên trên kia mình làm nhà trên kia hay sao? Không, mai còn làm đây. Còn làm đây hả? Làm xong đây luôn á. Làm cho xong hết luôn. Ừ. Rồi khoảng bao lâu mình sẽ quay lại?
mình sẽ làm tiếp cái công việc này. Ảnh vô đất xong lấy mặt bằng là làm tiếp. Mình làm luôn ha. Ừ. Nhà trên kia thì cũng gần xong hả? Ừ. Không gầy thì anh nhiều quá, cô bác quý anh chị làm cái nhà trên kia anh nói là tranh thủ cho xong. Để làm cho nhà, tập trung làm cho nhà anh sang luôn. Ừ. Và là khoảng bao nhiêu ngày mình sẽ hoàn thành cái nhà này anh? Nhà này hả? Dạ. Chắc hai mấy ngày gì? À, bữa nay là hôm phải hổm ngày mình không có kẹt công việc kia thì mình làm xong phải không? Anh chuyện cho anh mà làm mà gần xong rồi. Dạ, em có mình tranh thủ được, cố gắng tranh thủ được không anh nhiều? Tại vì em cũng nôn quá. Mấy ông thợ chở anh rồi sen xuống đây làm nè. Dạ. Chuyện để mấy ông thợ chở anh làm chở anh rồi sen xuống đây làm giết cho anh nè. Dạ. Rồi chừng nào đem thợ xuống đây. Lên cột xong quạng chân rồi mày kêu mấy ông xuống xây phụ. À. Chứ giờ xuống đông quá cũng không có làm, không có chuyện không làm. Không có công việc làm ha. Anh nhiều là ăn chay á, anh nhiều là ăn chay nên anh làm có tâm lắm. Cô bác chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết luôn. Hiện nay là anh Dương với lại anh Sang với là anh làm hả? Ừ. Ừ. Hết tổng cái chi phí mình dự toán là nó khoảng chừng 80 đó là khoảng đó. Khoảng 80 ha. Nó có thể có một cái vài phát sinh nhỏ nó trên lệch chứ cũng không nhiều ha anh ha. Chắc là 85 trở lại chứ không nữa đâu. Ừ. Nhà vệ sinh ở đâu anh? Em coi nhà vệ sinh. Ở góc này nè. Nhà vệ sinh nó nằm ra ngoài luôn hả? Có hình mấy ngoài luôn, đang cho trong khu vực này nó rộng nè. Rộng. Nằm góc bên đây ha. Có hàng gian cái vách này thôi. À. Đó, ra đây. Là cái cửa trong này phải không? Không, hàng gian ra đây luôn. Cái cửa ra của cái nhà dưới ngay chỗ này nè. Ừ. Rồi cái đầu cái cửa nhà tắm thì hình quay qua gì? Mình bước ra đây là quay qua gì? Ủa sao mình không làm cái hướng này đẩy ra luôn? Ra này nó có hơi nó vô trong nó hôi. Thôi kệ đi anh, tại vì có nữ đó. Có cô bác quý anh chị nói là mình đẩy cái cửa nhà trong ra luôn. Ra luôn hả? Ừ. Tại vì có mấy đứa bé nữ rồi tối nó đi ra ngoài á. Ra khỏi ở cái khu vực này anh Sang tính cuốn ra luôn rồi, anh gạo đây rồi. Gạo luôn hả? Ừ. Coi như là khu vực này làm thêm này cái sàn nước á à. Là anh cũng dừng luôn rồi. Dừng bít luôn ha. Cô bác yên tâm không gì hết. Nhưng mà an toàn không? An toàn cho mấy bé không? Ừ, an toàn. Là có nghĩa là nhà vệ sinh chỗ khu vực này. Nó tới đây rồi. Dạ. Rồi còn khu vực này nó làm sàn nước là anh bít luôn rồi. Bít sàn nước rồi chị hay làm hàng gạo lưới lên. Ừ. Làm giáp này luôn. Tại sợ mấy bé nó an toàn. Có nói cô bác quý anh chị nói tại sao làm nhà vệ sinh ở ngoài rồi nó đi ra ngoài nó có tiện không? Tiện không có chứ. Dạ anh trả lời cho em biết là nó an toàn. An toàn. Bởi vì cái này anh làm bít rồi. Là mình ở bên đây nhà vệ sinh bên đây là mình tráng xi măng làm sàn nước luôn. Làm sàn nước bên đây luôn nè. Vậy là ở đây cái dãy này là phòng chỗ này phòng nấu bếp ăn nè, khu vực nấu ăn nè. Khu vực phòng bếp ở đằng đó là một phòng, hai phòng. Đây là phòng bếp nè cô bác quý anh chị. Còn ở bên đây là một phòng này đây. Đó một phòng đó. Một phòng. Bên đây là một phòng. À. Ở ngoài trước là gian khách phải không? Gian khách đó. Ừ, một phòng này là rộng bao nhiêu anh? Bề ngang này là 2.5m nhân cho 3.5m. Ừ. Vừa cái giường đồ mà phải không? Ừ, rộng lắm ạ. Rộng lắm. Lấy vậy chứ lên rộng lắm ạ. Là mình sẽ xây tường hết nhưng mà thay vì mình đổ cột, mình không đổ. Mình làm cột sắt. Mình làm cột sắt. Cột sắt 80 vuông á. Cột sắt so với cột bê tông là nó tiết kiệm được nhiều lắm phải không? Nó rút thời gian lại. Rút thời gian rồi. Nhưng mà nó cũng mua sắt dày luôn á nha. Ừ. Nó mua sắt dày luôn chứ phải sắt mỏng. Sắt hợp vuông đó mà dày luôn thứ dày luôn. Rồi tốt luôn ha. Lại có 8 cây à. Ừ. Hôm gài là thấy là hàng xóm là cũng lợi phụ giúp anh Sang quá trời luôn nè. Thì em nói 8 vuông chứ 7 rưỡi hả? Mà mua thứ vậy luôn. Cảm ơn anh nhiều luôn nha. Mình cùng chung tay giúp đỡ cho gia đình của anh Sang mà. Rồi. Đặc biệt là mấy bé đó nè. Anh là cũng láng giềng luôn phải không? Cũng gần đây nè. Dạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều ha. Qua bên anh Sang hỏi ơi. Ổng gài thì em cũng có điện tới điện lui anh. Nhưng mà anh thông tin cô bác với anh chị tình hình mình hiện nay sao rồi? Dạ cũng vô mát đi anh. Cũng sao? Có mấy người, mấy chú rồi mấy dượng đồ xuống phụ nè rồi. Hàng xóm ha. Dạ cũng bà con. Ừ. Rồi sức khỏe ăn ngủ gì được không? Dạ được. Rồi nữa mình ví dụ như mà có bò gà vịt đồ mình nuôi ở đâu? Dạ, nuôi ở sau đó đó. À. Nói chọn chỗ trống ra sao đó. À cái chuồng heo bên đó đó hả? Cái đó cái chuồng heo bên đó. Còn tính nữa tính làm cái chuồng bên đây. À gần quá nó hôi không?
để nó không nó đổi là mình dội hoài mà nó khô không hôi gì. Xa tí xíu nha anh Sang nha, nó hôi nó sẽ bị ô nhiễm á. Em thấy bên đó cũng được mà. Dạ, còn mấy đập cái vách đó nổi. Đâu qua bên đây em coi này kìa. Chú Hùng là Việt Kiều Canada thì cũng hỗ trợ cho anh một cái cặp bò, gà, vịt đồ luôn. Dạ. Ừ. Làm bên kia thì cũng được nhưng mà đổ đặt lên đó cái rồi làm. Dạ, cái chuồng này hơi nhỏ ha. Dạ, nông cái đó ra ngoài một chút. Ở đây kìa. Cái chuồng này chuồng heo nhỏ mà đâu đủ để con bò đâu. Đây nè, nữa tính đổ thêm đất đây nè, rồi đập cái vách tường này ra rồi mình xây lại. Đúng rồi, cái này mình nói dài ra. Dạ. Nói dài ra. Dạ. Nói dài ra rồi cái phân bò mà nó dội nước á, nó có thể đi xuống đây luôn nè. Được không? Đất cũng, này của ai? Cũng được, mà đều cái đó bên đó bên phần của người ta. Ừ. Còn mới cho nó đâm ống cho nó xuống đìa. Rồi. Phân bò thì mình tận dụng mình bán lại, mình hốt mình để mình phơi. Ừ. Rồi vừa có nhà vừa có cửa, vừa có bò trước Tết luôn á. Rồi hổng gầy con cái đâu, nó có dương nè, nó có nói mừng gì không anh? Nó cũng mừng, hai mấy đứa đó nó cũng mừng. Mấy đứa gầy nó cũng phụ làm đồ này kia. Ai? Dương. À. Còn đào đồ này kia nó làm phụ đồ. Ừ. Tay anh làm nó có nặng được đúng không? À, làm cũng nặng cũng không được không mạnh không. Dạ. Mấy bữa gà về chuyển gạch đồ này kia nó cũng chạy dai, nó cũng lỡ dai hết trơn. Dai của anh hả? Dạ. Đâu? Mấy bữa gà về nó đau, cũng đau vậy nên mình cũng ghê. Trời ơi. Đâu đâu vô đây cái mát hay vô chỗ mát hay. Ghê vậy? Giác ba cái đồ này kia. Ừ. Đâu, đâu đưa em coi cái. Trời ơi. Không phải đơn giản đâu. Đã nó bị lệch xương nó lòi ra ngoài luôn á. Dạ. Mà còn bị trì nữa nè. Thôi cố gắng nha. Dạ. Rồi xong cái mình vui rồi, có nhà có cửa vui. Dạ. Rồi hôm nay thì gặp lên đây được gặp Mạnh Thường Quân có nói lời nào không? Thì trước các cô các anh chị chứ mấy chú mấy bác rồi trong nước ngoài nước rồi ủng hộ vậy là con Sang rất mừng. Với Mạnh Thường Quân rồi con cũng rất cảm ơn. Anh Sang là ngày xưa là ít được đi học không? Hồi đó không có đi học. Ừ. Thật là phụ ba mẹ làm không hả? Dạ, hồi đó cũng đi làm mướn, làm thuê mướn vậy cho cha mẹ. Với là nhà anh ngày xưa cũng khổ quá mà hả? Dạ. Đây khu vực này mát ghê á. Rồi có làm cà phê, cà pháo gì cho mấy chú uống không? Dạ có. Đi qua đây anh. Ông bác này kêu là gì? Ngoại chính hả? Dạ, bên Dượng Chính. Dượng bên vợ, Dượng Chính làm phụ luôn. Dượng. Dạ. Chính năm nay là bao nhiêu rồi? 56 rồi. Phụ cho anh Sang có cái ngôi nhà luôn. Ừ, tại vì ấy giờ mới đi bằng hồ á. Dạ. Rồi nay cũng như là rồi có cái nợ người ta, nay ta bơm cát phải ngừng được 2 ngày mới vô phụ nó nữa, phụ tiếp nữa. Hôm ngày con thấy giờ hình như là Dượng Chính xuyên suốt đây mà. À, cũng xuyên suốt như có ngày nào á thì vô chuyển đá rồi hổng cũng dắt gạch cho nó nè. Dạ. Dắt rồi đó vô. Dượng Chính năm nay nhiêu rồi? À, 56 tuổi rồi. Ôi khỏe ha. Dượng Chính dắt nổi luôn hả? Trời ơi, mình mà giết đồ nặng giết nó quen rồi. Dạ. Cũng vô đây thì thấy cũng có anh em đồ cũng phụ cũng mừng cho nó. Với nó được cái nhà này thì cũng nhờ Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước cũng giúp đỡ. Dạ. Cũng là Dượng nó không có gì hơn cũng cảm ơn rất nhiều. Dượng Chính là sao với lại mẹ vợ của anh Sang ta? Tôi hả? Là tôi là Dượng nó cũng như là cha nó. À. Rồi thứ tư, vợ tôi thứ năm. Ủa là thứ chín á. Dạ. Biết không? Vậy là em. À, em rể. Em rể. Em rể của vợ vợ nè. À con hiểu rồi, là em rể. Em rể. Làm là vô đây là lớn tuổi mà làm không công luôn. Chứ mình tính hôm qua kêu điện có làm gì không, mai tao nghỉ hai bữa rồi tao vô tao phụ. Nó nói mấy Dượng vô phụ con đi. Ừ, nó đâu phụ tao phụ. Chứ nghỉ nhà cũng có làm gì. Có ăn cơm gì chưa? Chưa. Dạ. Chắc chữa lát cơm trưa nè. À, tí xíu cơm ha. À. Có ăn cơm gì chưa anh nhiều anh em theo hả? Sáng giờ anh Sang có đập cà phê cà pháo gì cho anh uống không? Có, sáng uống rồi.
phê rồi. Uống cà phê rồi hả? Anh ăn chay hả? Lát đợi ăn chung luôn hay sao? Để anh sang đồ ăn dưỡng chín ăn luôn hay là sao? Ghiền để anh không thương rồi anh ghiền. Anh đậu nào ta? Quà hảo hả nhỉ? Ờ, quà hảo. Ừ. Là tháng ăn 4 ngày hay là ăn xuyên ăn trường luôn? Anh trường. Ồ, anh năm nay là nhiêu rồi? Em quên rồi. Nhiêu tuổi á? 43. Ăn nhiêu năm rồi? Ăn nay 8 năm rồi. Ừ. Hồi đó ăn mặn có nhậu nhẹt gì không? Hồi đó rồi ăn mặn con nhậu chứ ăn tôi nghỉ luôn. Nghỉ luôn hả? Hồi đó nhậu nhiều không? Cũng được lắm ạ. Bây giờ theo đạo luôn ha. Ừ. Nhưng mà ăn tương thấy sức khỏe làm êm không? Tốt không? Làm bình thường không á chứ. Em thấy sợ mấy người. Mới thì xây sẩm không? Quen thì mình đói hoài chứ quý vị. Đói hoài luôn hả? Ừ, còn giờ mình ăn bình thường đi. Ừ. Rồi chút nữa ăn cơm đi rồi em quen cái nha. Ồ, trong lúc mà Bùi Hồ làm công việc hai đứa bé nè, Trân với lại Trân Lý hả? Dạ. Trân Lý ra ăn cơm kìa. Con ăn cơm gì vậy? Ăn cơm canh. Canh đâu? Đưa coi với. Ủa sao không có cá gì đó hả? Mình hôm nay có nấu cá cho ăn không? Có, anh chua cá được. Vậy hả? Dạ, có cá kho nữa mà nó không ăn cá. Sao con ăn không ăn cá Trân Lý? Hả? Đó rồi, nó chứ nghe rồi. Cái gì con ngán hay gì? Ở đó giờ có ăn không mà ngán? Có ăn cá lần nào không? Có. Dạ có. Dạ có. À, mai mốt dạ thương nghe chưa? Dạ. Trân, con ăn cơm gì vậy? Ăn cơm với canh chua. Canh chua hả? Canh chua cá gì hay là... Ủa, đây thôi lấy tàu hũ không ạ? Dạ là con bỏ mà tàu hũ vô. Đâu? Có cá không? Cho chú coi với. Cá gì ạ? Canh lóc. Ba mua cho con hả? Dạ. Con thích ăn cá hay gì? Dạ. Hôm nay đi học có được thầy cô khen không? Dạ, có. Chuẩn bị có nhà mới mừng không? Mừng. Hả? Dạ mừng. Mấy bạn có nói cho mấy phe với mấy bạn không? Có. Con nói làm sao? Con nói sao? Hả? Nói sao nói chú nghe với. Ừ. Nói đi, đâu có mắc cỡ. Khoe cho bạn sao? Bạn ơi, nhà tôi có nhà mới hả? Ừ. Rồi bạn nói sao? Nói chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn. Rồi con nói sao? Nói cảm ơn. Cảm ơn con khoe với mấy bạn. Lớp con được nhiêu bạn? 13 bạn. 13 bạn, con khoe đến mấy bạn? 5-6 bạn. 5-6 bạn chơi thân ha. Bạn nam hay bạn nữ? Nữ. Có khoe với mấy bạn nam trong lớp không? Ở trong lớp có được làm tổ trưởng gì không? Được. Con làm tổ trưởng hay là sao? Lớp trưởng. Ồ, giỏi ta. Lớp trưởng mà mấy bạn mà có ăn hiếp mình không? Mình là gái, các bạn có ăn hiếp mình không? Không. Không hả? Ví dụ mà mấy bạn lì quá thì mình làm sao? Mét thầy. Mét thầy hả? Mình la mấy bạn nam có lớn con hơn mình không? Có bạn lớn hơn. Ngày con la mấy bạn có nói gì con không? Không hả? Ờ, giỏi quá ta, tưởng đâu chỉ làm tổ trưởng thôi mà lên tới lớp trưởng luôn rồi. Năm rồi có lãnh với khen không? Dạ không. Không, ủa, cái gì vậy? Thôi con ăn cơm đi nha. Ê, hôm nay đến đây con cảm ơn chú Chính nha. Cảm ơn anh nhiều nha, anh nhiều. Nói chung là cố gắng mình phụ tay chung tay cố gắng với lại anh Sang. Thì có gì đó anh Sang, có gì sơ sức đó thì anh có thể anh nói với em ha. Ví dụ như nước nôi hay gì đó anh em. Dạ, anh em cố gắng tâm sự với nhau nha, đặng nắng cho nó dễ. Nói chung là cảm ơn anh Sang anh nhiều, rất là nhiều ha. Nên mà thời gian tới đó, mình sẽ hoàn thành sớm thì mấy anh em mình chung vui với ảnh luôn. Cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe nha. Em về luôn nha. Rồi. Dạ. Cảm ơn nhỏ. Dạ, con cảm ơn Nhường Chính. Dạ. Dạ. Chú về nha. Dạ. Chú về nghe, nói lời nào cho vui coi. Hả? Dạ. Nói gì cho vui anh.
nói gì cho vui coi. Đây, chú về nha. Dạ. Rồi, giỏi, nay biết dạ đó. Chú về nha, Trân. Dạ. Ừ. Bây giờ chuẩn bị ra làm luôn hay gì anh nhiều? Ăn cơm, nghỉ một chút xíu ra làm luôn. Ờ. Trời ơi. Tranh thủ làm cho anh mà. Là làm đến 2 giờ mình nghỉ. Hay là 2 giờ hôm qua mặn tới 4 giờ luôn. 4 giờ mấy luôn. Mặn muốn đứng mà chơi gì luôn á. Ờ, có nghĩa là mình đâu cần ngại công. Ờ, tranh thủ làm riết. Dạ. Rồi Tranh trung lúc chuẩn bị đi về thì Dương ra gọi là bô sắt nè, phải không Dương? Dạ. Con biết làm không? Dạ biết. Phải không trời? Thiệt không? Dạ. Mình tự làm cho mình có khi nào mình lười biếng không? Dạ không. Mà còn vui hơn nữa hả? Dạ. Hồi đó con có đi bô cho bà tao? Dạ có. Dạ hả? Này gọi là bô sắt nè đúng không? Dạ. Cái khoảng cách giữa cái khung là nhiêu? Hay là canh cho nó đều là được rồi? Canh nó đều. Ngày con bô hết khung này không? Hả? Này hôm qua cha làm rồi chứ. Làm hết một khúc rồi, còn cái này chú nhiều ấy rồi con làm thêm. Ừ. Nhi tính ra giỏi quá rồi. Cố gắng nha. Cậu em giỏi ghê không? Không ngủ trưa luôn hả Dương? Dạ. Con không ngủ luôn? Dạ, không ít ngủ lắm. Dạ hả? Dạ. Làm được rồi cái làm hoài. Ồ. Không chịu ngủ luôn. Không. Thích hả? Thích dạ. Cái công việc hả? Vậy đó làm được. Này đâu có ai chỉ bảo đâu, tự Dương ra lâu làm luôn á. Dòm, hồi đó dòm không chứ ai chỉ. Ừ. Mình đi học người ta mình dòm không chứ mình đâu có đợi người ta chỉ mình mới làm được. Dòm là làm được rồi phải không? Dạ. Rồi thôi chú về nha. Ừ. Rồi bye bye nha. Dạ. Rồi cố gắng nha. Thôi em về luôn nha anh Sang. Dạ. Dạ thôi em về luôn. Chính về dạ.